Kính chào quý vị Đài SCT. Chúng tôi là bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ thuộc Tổ hợp Y tế Bonsa Medical Group, AMVI Medical Group. Chúng tôi có công thoát với hãng bảo hiểm United Healthcare, Activa, Wellcare và Central Health. Nếu quý vị trên 65 tuổi mà quý vị phải chọn một trong bốn cái hãng bảo hiểm đó, thì xin quý vị nhớ chọn anh em chúng tôi trong Tổ hợp Y tế Bonsa Medical Group ở trong cái AMVI Medical Group. Cũng như Keo Optima, Medi, quý vị cũng nên chọn anh em chúng tôi ở trong AMVI Medical Group, thưa quý vị, Bonsa. Hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Cái tin mà đầu tiên mà chúng tôi muốn mang quý vị đây là chúng ta so sánh những người bị tự nhiên với những người bị rồi lại còn trích nữa, thì cái nào lợi hơn? Trước đây chúng tôi vẫn bắt quý vị có bị rồi cũng phải trích lại, bởi vì chúng tôi chưa biết được nhiều. Chưa biết là vì chúng tôi muốn an toàn là quý vị bị rồi, có nhiều người nó bị lại nữa thì sợ quá thôi, trích luôn lại cho an toàn. Thì bây giờ cái thống kê này nó được đăng trong tờ báo Lancet, tức là một cái tờ báo chính y khoa ở bên Anh Quốc. Cũng rất nổi tiếng, giống như cái tờ New England Journal of Medicine của bên Mỹ, thưa quý vị. Thì theo cái này nó thử, thì nó thấy rằng là số người bệnh từ ngày 20 tháng 3 năm 20 đến ngày 4 tháng 10 năm 21 bị nhiễm trùng COVID. Từ 30 tháng 3 đến mùng 5 tháng 9 năm 21, 30 tháng 3, 20 đến 5 tháng 9, 21 thì cũng khoảng thời gian gần bằng nhau. Có những người bị nhập viện vì cái bệnh COVID này. Những người này là những người mà nó so sánh ra ba cái cohort này. Có nhiều người bị tự nhiên, có nhiều người bị hybrid rồi, bị COVID rồi, rồi lại trích ngừa nữa. Chúng tôi gọi là hybrid, là cái immunity nó gọi là hybrid. Và có nhóm vừa 2 với 3 gồm có 567.000. Thì nó kết luận được ra, thưa quý vị là sao? Nếu quý vị trích ngừa rồi đó, quý vị chưa chịu trích ngừa mà quý vị tự nhiên bị COVID đó, thì quý vị có thể cái kháng thể ở trong cơ thể quý vị nó có thể kéo dài đến khoảng 30 tháng sau đó. Nhưng nếu mà quý vị trích ngừa thì chúng ta sẽ được miễn hưởng thêm miễn nhiễm, là bảo vệ được thêm 9 tháng nữa, là cái thuốc nó sẽ bảo vệ chúng ta 9 tháng, nghĩa là tức là cộng thêm chứ không phải là nó vẫn ở trong 30 tháng đâu, tức là quý vị sẽ ở lâu hơn. Do đó mà khi quý vị bị rồi mà quý vị trích ngừa nữa thì quý vị sẽ được miễn nhiễm lâu hơn. Và vì vậy có nhiều lý do tại sao mà có nhiều người ta không chịu bắt chính phủ phải làm cái passport. Trước đây người ta sợ quá, người ta bắt chúng ta phải làm passport. Nhưng mà làm passport như vậy, nhiều người cho nói là đó là cái bảo vệ, cái tự nhiên, cái privacy của những người bệnh, của những người đó sẽ bị ảnh hưởng. Do đó người ta không chịu. Và cái điều này đã chứng tỏ chúng ta thấy quả thực là cũng không cần thiết. Bằng chứng là, thưa quý vị, bây giờ ở bên Los Angeles là những cái vùng, có nhiều vùng để quý vị vô nó không bắt hỏi quý vị phải trình giấy là quý vị đã được trích ngừa chưa. Quý vị nói trích rồi, ok, không sao. Như vậy là quý vị yên chí. Cái chính là bây giờ như vậy, bây giờ mình, nếu mà mình bị thiên nhiên hay mình trích nó đều rất là tốt. Nói để quý vị hiểu là quả thực bị thiên nhiên nó rất là hiệu nghiệm, thưa quý vị. Không phải là bị thiên nhiên bắt buộc phải trích lại. Nhưng mà bây giờ mình trước đây chúng ta sợ như thế, chúng ta cứ bắt người ta bệnh nhân trích lại. Nhưng trong cái vấn đề chính là có nhiều người ta chần chừ, người ta không chịu trích ngừa. Là vì người ta sợ là khi chúng ta trích ngừa, chúng ta có thể làm cho người bệnh nhân bị sưng cái màng tim hay sưng cái cơ tim, gọi là myocarditis, sưng cái màng tim, là pericarditis. Cái bệnh này cũng nhiều khi nguy hiểm, nhưng mà thường thường đa số nó nhẹ thôi. Thường thường cái này nó chỉ có trong một thời gian một tuần, hai tuần nó sẽ hết. Thường thường. Thế thì bây giờ đây là cái thông cáo của Sở CDC cho chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta bị COVID, chúng ta sẽ bị bệnh tim, bị myocarditis hay pericarditis. Và chúng ta trích hai mũi COVID nó cũng có thể làm chúng ta bị như thế. Thế thì như vậy cái này nó cho chúng ta biết là nếu mà chúng ta mà bị COVID ấy, ở các em trẻ, thường thường khi quý vị trích cái thuốc mà chống lại COVID-19, vaccine mRNA đấy, thường thường chỉ những người trẻ mới bị myocarditis hay là pericarditis, còn những người lớn tuổi thì không bị. Thế đây nó thống so sánh của những người mà trẻ mà bị COVID tự nhiên, natural infection bởi cái COVID, thì có cái xác suất mà chúng ta có thể bị bệnh tim mạch là 1.8 đến 5.6 lần nhiều hơn so với những người mà trích ngừa COVID 2 mũi. Tương tự quý vị trích mũi thứ 3, trích mũi 2 mũi thì quý vị có thể là trong một tuần sau quý vị có thể bị sưng màng tim. Nhưng mà cái này, thưa quý vị, cái số xác suất của nó rất là thấp, rất thấp, rất an toàn, không sao cả. Và ngay cả khi chúng ta trích mũi thứ 3 cũng vậy, chúng ta cũng không sợ bị cái xác suất tăng, xác suất lên bị sưng màng tim. Do đó trích 3 mũi rất là an toàn, thưa quý vị. Tuy nhiên theo thống kê không được chính xác lắm, bởi vì tại sao? Bởi vì nó chỉ lấy cái thống kê của những người trích mRNA
tức là Pfizer hoặc là cái Moderna. Ở bên Âu Châu đó, ở Bắc Âu đó, thì những người trẻ nó không cho trích Moderna vì nó sợ bị myocarditis, nhưng bây giờ thì người ta nghĩ cũng không khác nhau mấy, quý vị. Còn cái Johnson thì người ta không làm thống kê, bởi vì bây giờ nhiều ít người trích với Johnson, nhưng mà Johnson quý vị chỉ trích một mũi thôi. Và cái này thường thường quan trọng với con trai, nhiều con trai nó từ 12 đến 17 tuổi. Nó trích cái này nó dễ bị, do đó mình phải cẩn thận. Khi cho nó nghỉ ngơi, nếu nó có đau ngực cái gì thì phải đi khám bác sĩ ngay. Thế thì bây giờ nếu chúng ta mà bị trích ngừa thì bây giờ trước đây chúng tôi khuyên quý vị trích có 3 mũi thôi. Bây giờ chúng tôi lại trích quý vị thêm mũi thứ tư nữa. Thế tại sao trích 3 mũi đã là phải làm cãi nhau lắm rồi, bây giờ lại lên trích thứ tư. Thế thì thống kê này thì thưa quý vị, thống kê ở bên Âu Châu và Do Thái thì nó nhận ra rằng thế này. Nhất là bây giờ nó có con Omicron. Với ở bên Mỹ bây giờ nó lại có con Omicron BA2, tức là nó là sister của con Omicron. Con này bây giờ ở bên Mỹ nó trên 70%, cái nhiễm trùng mới bây giờ nó là trên 70%, nó là con Omicron BA2, thưa quý vị. Thường thường khi quý vị trích 2 mũi rồi, thì khoảng 4 tháng sau, thì cái số lượng kháng thể trong cơ thể quý vị nó giảm xuống rất thấp. Người ta sợ là có thể bị nguy hiểm, người ta sợ ấy. Cái bệnh này nếu người lớn tuổi mà mập thì hay chết lắm. Nên người ta khuyên mình phải trích mũi thứ 3. Vậy mà trích mũi thứ 3 thì thưa quý vị, khi sau khi mình trích mũi thứ 3 thì cái số kháng thể nó sẽ tăng lên rất cao 10 lần, giống như là khi chúng ta vừa mới trích 3 mũi. Nhưng mà nó cũng cái trích xong 3 mũi này thì 4 tháng sau nó lại xuống nữa. Và vì vậy, chính phủ Hoa Kỳ và các bác sĩ trên thế giới bắt đầu khuyên chúng ta, những người nào mà nhất là sở của bên Hoa Kỳ thì trên 50 tuổi, chúng ta nếu chúng ta có bệnh nền như bệnh tiểu đường, huyết áp cao, mập thì chúng ta nên bắt đầu đi trích mũi thứ tư. Còn nếu người bình thường trên 65 tuổi cũng nên trích mũi thứ tư. Thì câu hỏi đặt ra mấy hôm nay chúng tôi theo dõi và chúng tôi cũng theo như các bác sĩ ở trong sở CDC Hoa Kỳ, thì tại sao mà chúng ta phải trích mũi thứ tư? Là bởi vì cái số lượng antibody của chúng ta nó giảm xuống nó đáng kể, nhưng mà có nhiều bác sĩ nói mà không sao, cái đó là cái neutralizing antibody, nhưng mà cái B cell ở trong chúng ta, tức là cái lực lượng tổng chuẩn bị chúng ta lúc nào nó cũng sẵn trong đó rồi. Nếu chúng ta địch mà tới là tổng chuẩn bị nó tổng động viên nó nhào ra nó đánh từ kia ngay thì chúng ta không sợ. Vì vậy mà do đó mà người ta nó khuyên chúng ta phải trích mũi thứ tư. Có nhiều bác sĩ nói rằng bây giờ nếu mà quý vị 50 tuổi, quý vị khỏe mạnh không sao cả, quý vị chưa cần trích mũi thứ tư, chờ nếu mà bắt đầu bị lại nhiều hơn nữa thì quý vị đi trích mũi thứ tư. Nhưng mà những người lớn tuổi trên 65 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, quý vị nên trích mũi thứ tư, bởi vì cái số lượng kháng thể ở trong cơ thể quý vị nó không được nhiều, bởi vì cái này nó là cái nguyên tắc mới, nó là mRNA, tức là nó lấy từ cái kép sơn của con vi khuẩn, nó chứ không phải lấy con vi khuẩn, nó giống như là quý vị trích ngừa tê liệt hay trích ngừa sốt đậu mùa, nó lấy con vi trùng đó. Vì vậy nó khác nhau. Nhưng với bản thân của tôi đó thì tôi thấy bây giờ cái số người bị bệnh nó giảm xuống, nhưng mà số người chết tăng lên. Số người chết tăng lên là bởi vì một phần tôi nghĩ rằng là cái đó là cái người ta bị đau từ cả tháng này ra, bây giờ người ta mới chết. Và vì vậy nếu mà quý vị cẩn thận trên 65 tuổi, quý vị nên đi trích mũi thứ tư. Còn nếu quý vị 50 tuổi, dưới 60 tuổi, quý vị khỏe mạnh, có bệnh nhẹ nhẹ, không sao, chứ cần phải trích vội. Nếu quý vị muốn trích thì chúng tôi sẽ khuyên quý vị đi trích, còn chúng tôi không bắt buộc quý vị nhúng như mũi thứ ba. Mũi thứ ba là chúng tôi khuyên quý vị và năn nỉ quý vị phải đi trích. Còn mũi thứ tư tôi nghĩ là quý vị nếu thích đi trích không sao cả, thưa quý vị. Nhưng mà nhất quý vị lớn tuổi rồi, 70 tuổi thì nên đi trích mũi thứ tư. Đó là cái lời khuyên của bác sĩ Cơ. Hồi trước thì tôi không khuyên, nhưng mà ngay bản thân tôi có trích mũi thứ tư chưa? Chưa, tôi không trích. Nhưng mà tại vì tôi nghĩ tôi khỏe. Nói vậy thì đâu biết, thì cũng tập thể dục nhiều thì thấy mình khỏe thôi, chứ không phải đâu quý vị ạ. Nhưng mà nếu mà tôi thấy một số bệnh lại tăng lên trở lại thì tôi đi trích ngay. À, nói với quý vị biết, nhưng mà nếu quý vị nào mà ở nhà mà sợ thì nên trích thứ tư. Còn 50 tuổi trở lên thì đừng trích vội. Tại vì là sao mà mình sợ nó có thể nó có phản ứng cho mình. Nhưng mà người ta nói rằng cái mũi thứ tư rất an toàn, quý vị đừng có sợ. Bằng chứng ông Biden tuần vừa rồi ông đã trích rồi, chứ không sao. Mũi thứ tư. Ông Attorney General của nước Mỹ bây giờ cũng bị COVID-19. Cứ như nó lây ghê lắm quý vị ạ. Thế thì cái Pfizer vaccine có thể làm ta bị lãng tai hay không? Tôi cái câu hỏi đặt ra là vì thực sự ra, thưa quý vị, tôi có một bà bệnh nhân, tôi không biết là bà đó, nhưng mà nhân viên tôi nói nó bảo bà ấy giận tôi lắm, vì tôi khuyên bà trích mũi thứ ba. Thế thì bà trích thì xong thì bà bị tắc đợn lãng tai. Thế bà trách bà đổ tại tôi, tại bác sĩ Cơ xui. Và tôi bảo tôi là bác sĩ, tôi chỉ khuyên thôi, cũng như tôi bảo quý vị phải uống thuốc giảm huyết áp cao, quý vị không uống
Quý vị uống xong nó thấp quá, quý vị té là xỉu xuống, cứ bảo đổ tại bác sĩ cơ. Thì tôi dặn quý vị rõ ràng thế, quý vị phải trích. Vậy cái thuốc người ta khám phá ra là quả WHO, tức là cơ sở y tế của Liên Hợp Quốc đó, họ đang điều tra xem có một số trường hợp người ta trích COVID xong người ta bị điếc tai. À, nhất là khi người ta trích cái Pfizer BioNTech. Hiện bây giờ trên thế giới người ta đã thấy là có, chúng ta trích được 11 tỷ liều thuốc, mà chúng ta chỉ có 164 liều thuốc, liều cùng 164 trường hợp bị điếc tai sau khi người ta trích cái Pfizer, Moderna hoặc AstraZeneca. Thì có 367 người bị ù tai, tinnitus, cái tai sau khi trích. 80% là tinnitus là do thuốc Pfizer, tức là cái số Moderna nó ít hơn là cái Pfizer bị ù tai. Do đó không phải là vì thuốc có nhiều đâu quý vị ạ, tại vì cơ thể tự nhiên. Thường thường nó thấy ở những người khoảng 47, 48 tuổi, và 75% những người này là người phụ nữ. Do đó người phụ nữ bị nhiều hơn, có thể là vì họ bị stress, họ sợ quá. Cái này mình chỉ cho uống thuốc chống viêm thì tự nhiên nó có thể nó bớt đi, thưa quý vị. Nói tóm lại thì thực sự ra nó có thể làm cho chúng ta bị điếc tai nhưng mà không chắc lắm. Như chúng tôi nói mấy lần trước, mỗi tuần nó ra y khoa, nó đọc, nó thay đổi thì tôi lại mang cho quý vị, chứ tôi chẳng giỏi gì hơn ai cả. Tôi chỉ việc đọc sách, đọc tin tức nhiều để mang đến cho quý vị mà thôi. Và cái này là một cái tin vui. Ông Tổng thống Biden, ông cứ sợ, ông dọa, ông bảo nếu chúng ta mà Quốc hội mà không chịu phân thêm phụ trợ tiền vào trong cái quỹ để chống lại pandemic này, thì trong một vài tháng nữa chúng ta có thêm chừng 200.000 người sẽ chết. Thế thì Quốc hội bây giờ còn lo lắm. Thường thường nó phải chờ đến, thưa quý vị, sau ngày hôm nay, ngày 5 tháng 4 này, thì Quốc hội mới sẽ bàn thảo xem là có nên phân định thêm tiền để cho chúng ta lo cho nó. Thì ông Biden, ông chủ trương bây giờ nó ông gọi là one top shop. Nghĩa là chúng ta, nếu chúng ta ở cái vùng nào, quý vị chỉ việc bấm cái trang mạng covid.gov, thì quý vị ở cái vùng nào, zip code bao nhiêu, quý vị bấm ra thì nó nói cho quý vị. Thí dụ như quý vị ở đang vùng ở Westminster, nó nói là quý vị có những pharmacy ở đây, có những trung tâm y tế ở đây, hay là trung tâm pharmacy lớn ở đây, thì quý vị khi quý vị nghi ngờ quý vị bị covid, quý vị chỉ đến đó, cô bảo tôi sợ tôi bị covid, thử cho tôi, họ đưa thử cho quý vị ngay, họ coi positive thì họ sẽ đưa thuốc cho quý vị. Nó gọi là one stop shop là vậy, nó đưa thuốc cho quý vị, đưa khẩu trang cho quý vị, nó còn cho quý vị mấy cái test để quý vị về thử cho người nhà quý vị nữa. Như vậy là quý vị thấy nó làm hết cho mọi quý vị, rồi nó đưa thuốc cho quý vị có thể mua được cái thuốc Paxlovid, là cái thuốc rất tốt, 80-90% nó giúp chúng ta chống được con covid đó, rất hiệu nghiệm, uống ngày 2 lần. Và cái thuốc thứ nhì là Molnupiravir, cái thuốc này nó không hiệu nghiệm lắm nhưng mà nó cũng rất tốt, quý vị có thể uống cái này để chống lại con covid. Và thưa quý vị, nó có thể cho thuốc quý vị, truyền thuốc, hay nó chỉ quý vị nhà thương nào để quý vị có truyền cái monoclonal antibody cho quý vị. Nói thêm cho quý vị hiểu là cái Sotrovimab bây giờ chính phủ Hoa Kỳ kêu không được cho dùng nữa, bởi vì cái Omicron BA2 nó không lờn với cái thuốc này rồi, do chúng ta không cần dùng nữa, nhưng mà nó có cái thuốc khác mà chúng tôi đã nói với quý vị. Thì tuần trước chúng tôi đã nói với rồi. Thì bây giờ chính phủ Hoa Kỳ nói là đến ngày sau ngày 5 tháng 4 chính phủ sẽ xin Quốc hội phụ trợ thêm 22.5 billion dollar để giúp chúng ta chữa trị bệnh COVID, thưa quý vị. Thế thì trong tuần vừa rồi cũng có một bà bệnh nhân hỏi chúng tôi là tôi đã chích một mũi COVID rồi mà tôi không dám chích mũi thứ nhì, là bởi vì tôi bị phản ứng ở ngoài da, nó đỏ tay lên, sưng phù lên, ngứa khó chịu, sốt. Mà tôi sợ tôi chích mũi thứ nhì tôi bị nguy hiểm không. Thì hôm đó tôi có trả lời cho bệnh nhân, tôi bảo tôi đọc nhiều rồi, người ta nói cái đó không sao. Hôm nay tôi lại đọc được ở trong cái tờ báo này của American Academy of Dermatology năm 22 trong tuần vừa rồi, và cũng được trình bày ở trong trước cái buổi hội thảo của các bác sĩ chuyên về ngoài da. Thì bà bác sĩ Esther Freeman là một bác sĩ và là PhD giám đốc của chương trình Global Health Dermatology Massachusetts General Hospital ở Boston. Thì bà nói là những cái triệu chứng đỏ sưng như thế, đây quý vị nhìn cái hình nó đỏ sưng lên như thế, nó là cái phản ứng ngoài da, có thể khó chịu để truyền nóng và bôi thuốc là sẽ hết, hoặc uống Benadryl, hoặc uống tí bôi thức triamcinolone steroid thì nó sẽ hết. Mà nó không phải vì vậy mà quý vị sợ không dám chích mũi thứ nhì. Họ nói chích mũi thứ nhì không sao, nhiều khi nó còn nhẹ hơn cái này, nó không mọc lại đâu, không sao, đừng có sợ quý vị ạ. Nếu cần quý vị chỉ việc uống thuốc trước để cho nó đỡ bị ngứa thôi. Và bà ấy nói là trong những người mà bị thế này đó, thì không có ai bị lại
anaphylaxis là bị nguy hiểm tính mạng, do đó rất an toàn. Chúng ta không phải vì vậy mà chúng ta trốn không dám chích mũi thứ nhì. Cái thống kê nó làm trên 52 quốc gia 1.000 trường hợp xảy ra ở ngoài da, tức là 2% của cái chỗ injection site reaction đó. Mà cái phản ứng này nó chỉ bị nhẹ nhẹ thôi, chữa cũng dễ, không sao cả, nó không có làm cho người ta khó chịu đâu, chỉ hơi sốt 7-8 ngày sau nó sẽ hết. Nhiều khi nó lan ra cả cái tay, tôi có một bệnh nhân là ngày tay tôi bảo chích lại thứ nhì không sao cả. Thì mong là quý vị kiên trì mà chích đủ 2 mũi, 3 mũi. Người ta thấy là nếu chúng ta chích 3 mũi rồi không sao thì mũi thứ tư cũng không sao, quý vị đừng có lo. Thế bây giờ lại thêm một cái đề tài mà tôi thấy cái báo chí Mỹ hay đăng thì tôi phải mang lại cho quý vị. Thì người ta nói rằng là có cái thông tin, tôi còn nhớ cách đây 4-5 tuần tôi có nói một cái bài đó, là những người nào mà bị Covid xong rồi rụng tóc đó, thì nó có cái thuốc để bôi hay để giữ làm cho chúng ta không có bị rụng tóc. Cái đó nếu cần quý vị có thể đến một mặt văn phòng chúng tôi cho quý vị tên. Nó bán ở ngoài siêu thị không có gì cả. Hoặc là nhưng mà quý vị nhìn cái tóc đó, nó còn thực sự ra thì theo như cái Journal American Association International đó, thì nó nói là không phải khi quý vị bị Covid rồi nó có thể trùng hợp nó làm cho quý vị rụng tóc thiệt, nhưng mà thực sự ra nó không, nó chỉ là telogen effluvium, tức là cái bệnh này nó cái phản ứng trong da chúng ta thì cái tóc của chúng ta nó mọc cho sớm quá rồi nó làm tóc cũ rụng xuống là chúng ta tưởng rụng rụng tóc. Cái này nó có thể thường thường sau khi bị Covid có thể xảy ra, cũng như khi quý vị đẻ xong quý vị thấy tóc nó rụng nhiều, nhưng mà quý vị có thể có thuốc minoxidil quý vị bôi, hoặc những cái thuốc ở ngoài nó bán ở ngoài pharmacy thường quý vị bôi thì nó sẽ mọc tóc lại. Còn cái alopecia areata tức là rụng tóc nhiều trắng cả khoảng đầu thì khó chữa hơn, nhưng mà tuần trước chúng tôi cũng nói cái thuốc quý vị rồi, trong một vài thứ nó sẽ bán ở thị trường nó cũng rất hiệu nghiệm, nhưng mà uống thì nó hơi khó chịu thưa quý vị. Nói tóm lại, nếu quý vị bị rụng tóc thì quý vị phải đi gặp người bác sĩ quý vị để xin thuốc để bôi. Còn nếu không, thường thường tự nhiên nó sẽ mọc lại, 6 tháng sau nó mọc lại. Nó là cái TE, tức là telogen effluvium, thì chỉ có 6 tháng, nó giống như mà khi mình đẻ xong mình mọc lại. Nếu chúng ta chích một mũi, sở CDC Hoa Kỳ có khuyến cáo là nếu chúng ta đã chích một mũi Johnson & Johnson rồi, nếu quý vị cần phải chích booster nữa thì quý vị nên đổi sang Pfizer hoặc Moderna. Là bởi vì cái thống kê mới đây nó ra, nó cho thấy rằng là nếu mà quý vị chích cái Johnson & Johnson, quý vị chích mũi thứ nhì Johnson & Johnson booster nữa, thì nó cũng tốt đấy, nhưng mà nó không được hiệu nghiệm như quý vị ép thêm cái Pfizer hay Moderna. Và nếu quý vị muốn chích mũi thứ tư nữa thì quý vị cũng chích lại cái Pfizer hoặc Moderna thì rất là tốt thưa quý vị. Bây giờ nói thêm ngắn ngủi về cái số bệnh nhân bị Covid là trong cái tuần, 2 tuần vừa rồi đó, thì cái số người bị nó giảm xuống mỗi ngày là 5,9%, tức là trong một ngày nó bị chừng khoảng 30.896 người. Thấp xuống thấp nhiều phải không quý vị? Nhưng mà số người chết nó tăng lên khoảng 15,8%, tức là 1.658 người một ngày. Thế trong cái tuần này thì chúng tôi thấy nó còn hơn 590 mấy người thôi, mà nó cũng là tăng lên chứ nó không phải giảm xuống. Thực tư nó phải giảm xuống mới tốt. Và tổng cộng cái số trường hợp bị positive là 80.347.066, và số người chết là 986.371. Đến ngày hôm nay thì tôi con số nó lên là 987.000, tức là nó sắp sửa tới, thưa quý vị, nó sắp sửa tới 1 triệu rồi. Do quý vị nhớ đi chích ngừa đi, nếu quý vị chưa đi chích, quý vị chích ngừa 3 mũi đi, chắc chắn là phải 3 mũi. Còn nếu quý vị già thì quý vị nên đi chích 4 mũi. Cái vaccinated, những người số người chích trong tuần này, mỗi ngày là 231.226, tức là hơi lên một chút xíu. Bây giờ mình đổi sang cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tôi tin rất vui là bây giờ những người mà bị trụy tim đó, heart failure đó. Ngày xưa khi mà quý vị bị trụy tim đó, thì chúng tôi buồn lắm, chúng tôi nghĩ là quý vị sẽ đi downhill. Bây giờ nó có nhiều thuốc mới rất tốt. Thì chúng tôi trong cái này, cái mới bây giờ nó nói rằng là nếu chúng ta bị trụy tim thì chúng ta cho bệnh nhân uống Entresto, E-N-T-R-E-S-T-O. Thưa quý vị, nó thuộc cái họ ARNI, rất là tốt. Sau chúng ta cho thêm bệnh nhân uống beta blocker, chúng ta cho thêm uống Andactone. Và bây giờ nó cho thêm một cái thuốc mới nữa, rất là tốt, là thuốc thuộc họ SGLT2 của hai cái hãng Farxiga, Empagliflozin và Invokana. Thì nó uống cái đó nó có thể, thường là thuốc này trước đây để chữa những người bị tiểu đường, bây giờ nó sẽ dùng cái này để chữa những người bị trụy tim. Nếu mà cái ejection fraction, tức là cái ventricle, cái tâm thất của chúng ta nó không bóp mạnh được nữa, chúng ta dùng cái thuốc này nó sẽ rất là tốt. Đây là một cái tin rất vui.
mà bây giờ nó cho như thế thì những người già sẽ được thuốc này. Nếu quý vị bị tiểu đường, quý vị có thể nên chọn cái thuốc này để chống lại tiểu đường và vừa giúp cho quý vị chống lại được trụy tim, từ những người tiểu đường hay chết vì trụy tim, thưa quý vị. Với điều kiện là cái thận quý vị vẫn còn tốt, cái eGFR quý vị phải trên 30 điểm. Và cuối cùng nó nhắc thêm, quý vị biết là khi chúng ta ăn mặn, chúng ta bị yếu, tim yếu thì chúng ta phải ăn nhạt bớt đi. Có nhiều bệnh nhân chúng tôi sợ không dám ăn, không dám ăn muối, cứ ăn ăn ít thôi. Một ngày quý vị được ăn khoảng dưới 1.500mg sodium mỗi ngày, tức là quý vị được ăn dưới 2/3 muỗng cà phê của quý vị. Là quý vị ok. Bình thường chúng ta có thể ăn được gần một muỗng cà phê 3.400mg. Bây giờ quý vị được ăn dưới 2/3 thì quý vị sẽ có cái hậu căn nó vẫn còn giống như vậy, nhưng mà cái quality of life quý vị sẽ đỡ mệt. Quý vị tập thể dục cũng sẽ đỡ mệt, đi bộ tí tí đỡ mệt. Đến đây chúng tôi tạm ngưng chương trình tại đây để xin kính chúc quý vị một tuần lễ được sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý và hạnh phúc tràn trề. Và xin quý vị nhớ một điều, nếu quý vị trên 65 tuổi, quý vị đã chích 3 mũi rồi thì quý vị nên đi chích mũi thứ tư. Và nếu mà thêm cái nữa là nếu quý vị mà nhớ phải vào trong đám đông thì cũng nhớ phải đeo khẩu trang, rửa tay. Và quý vị nếu quý vị chẳng may mà bị trụy tim, quý vị đừng ăn mặn nữa. Ăn vừa, đừng ăn nhạt quá mà đừng ăn mặn. Và uống nước như thường để cho nó vẫn đi tiểu như thường. Và phải đi khám bác sĩ, và bây giờ nó có nhiều thuốc mới sẽ giúp cho quý vị khỏi phải thay tim. Đến đây chúng tôi xin phép kính chào quý vị và hẹn quý vị tuần tới.